Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Các tín đồ bóng đá không chỉ đam mê đá bóng và xem đá bóng, họ còn nóng lòng theo dõi những tin tức về các trận bóng. Vì vậy Mr Zero chính là nơi lý tưởng để bạn thỏa mãn đam mê của mình. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của tụi mình nha. Xin chào. Từ lâu, bóng đá đã được xem là một môn thể thao vua và cực kỳ thu hút người xem. Sức hút khủng khiếp đó đến từ những cảm xúc mà bóng đá mang lại cho người xem, cùng với sự biến ảo của các tình huống diễn ra trên sân. Và nói đến sự biến ảo của các tình huống trên sân thì ai cũng phải cảm thán vì sự đa dạng của nó. Trên sân cỏ thì đến những pha bóng khó tin nhất cũng có thể xảy ra. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem lại những bàn thắng và tình huống hiếm hoi đã xảy ra trong bóng đá. Đây xứng đáng là bàn thắng có 1-0-2 trong thế giới bóng đá. Từ cú phát bóng lên của thủ môn, bóng lần lượt được luân chuyển qua các cầu thủ bằng cách đánh đầu chuyền bóng và phá bóng, kết thúc bằng cú dứt điểm một chạm đầy uy lực từ khoảng cách cực xa. Bóng đi mạnh và hiểm hóc đã đánh bại hoàn toàn thủ môn đối phương. Điểm đặc biệt trong bàn thắng này là bóng từ lúc được phát lên bởi thủ môn thì chưa hề chạm đất cho tới khi nó nằm gọn trong lưới đối thủ. Người chứng Mario Balotelli đã trở thành tâm điểm chú ý với pha đánh vai ghi bàn vào lưới Norwich City cùng thái độ ngông cuồng quen thuộc. Dù yêu hay ghét siêu Mario, người hâm mộ đều không thể phủ nhận tài năng của anh. Dù pha làm bàn của Balotelli không hẳn đẹp mắt như những siêu phẩm, song kiểu ghi bàn của anh lại khiến khán giả thích thú bởi sự đặc biệt của nó. Trong trận PSG thắng Bastia 4-0, Ibrahimovic đã lập cú đúp, trong đó bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 thực sự là một siêu phẩm của tiền đạo người Thụy Điển. Sau đường lên bóng bên cánh phải, Lucas Moura đưa bóng vào vòng cấm địa đối phương. Sau pha khống chế hỏng của Hervin Ongenda, bóng đến đúng vị trí của Ibrahimovic và tiền đạo người Thụy Điển che chắn khéo léo trước khi tung ra cú đánh góp đưa bóng găm thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Leno. Trong một trận đấu ở trường trung học Columbia ở Littleton, Colorado, Mỹ, Dylan Pritchard Edner có pha thoát súng bật Santo vượt qua thủ môn rồi chọc thủng lưới đối phương. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho cầu thủ này vì lỗi việt vị. Trong một tình huống lên tham gia tấn công phút cuối, thủ môn Oscarin Masolut đã ghi bàn thắng để đời theo kiểu xe đạp chổng ngược, giúp Baruca FC có được trận hòa trước Orlando Pires. Sau bàn thắng siêu phẩm, anh đã có pha ăn mừng hết sức hài hước cùng đồng đội để thể hiện niềm vui của mình. Tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn tuyệt đẹp trong trận đấu giữa LA Galaxy với Toronto ở giải MLS của Mỹ. Pha làm bàn của Zlatan Ibrahimovic được thực hiện ở phút 43 khi LA Galaxy đang bị dẫn 0-3 trong chuyến làm khách tới sân của Toronto. Phá bẫy việt vị thoát xuống, tiền đạo Thụy Điển tung cú đá vòng kiểu taekwondo đưa bóng đi sát chân cột dọc vào góc gần. Đây là pha ghi bàn thứ 500 trong sự nghiệp của Ibrahimovic. Ngoài những bàn thắng cực dị của các cầu thủ, thì bóng đá cũng đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc hiếm hoi. Chỉ vì bị phun sơn tự hủy vào giày, cầu thủ đã bày tỏ thái độ chống đối với trọng tài và hậu quả là gương mặt của anh cũng chịu chung số phận. Vị trọng tài của chúng ta không chút do dự, dùng bình xịt thẳng vào mặt của chàng cầu thủ đang phàn nàn, cho cậu ta thấy ai là người quyền lực nhất trên sân cỏ lúc này. Dưới cơn mưa như trút, quần áo lấm lem vì bùn đất, dường như hiểu được điều ấy, vị trọng tài đã cho cầu thủ này một tấm thẻ đỏ trực tiếp để anh ra nghỉ ngơi. Nhưng vì không hiểu được ý tốt của trọng tài, cầu thủ này đã quay ra bực tức với ông và đã đá vào vị trọng tài một cú đá rất mạnh từ phía sau. Có lẽ sau cú đá này, anh sẽ được nghỉ thi đấu mãi mãi luôn. Việc phân công trọng tài nữ điều khiển trường bóng của nam giới rất dễ xảy ra những tai nạn khó đỡ trên sân. Trận đấu tại Bundesliga trong clip này là minh chứng hùng hồn. Trong pha vung tay, cầu thủ bất ngờ chạm vào ngực của vị nữ trọng tài. Quá ngượng ngùng, nhưng nữ hoàng sân cỏ cũng chỉ biết cười trừ chữa thẹn để tiếp tục giám sát trận đấu. Những tình huống vô tình kiểu này xuất hiện không ít trong các trận đấu có sự điều khiển của nữ trọng tài. Tuy nhiên, clip này vẫn là đỉnh cao nhất. Tình huống hy hữu có phần hài hước này xảy ra ở cuối trận đấu giữa Nantes PSG. Phút 90+1 của trận đấu, trong lúc chạy theo một tình huống phản công nhanh của Paris Saint-Germain, trọng tài Tony Chapron đã va chạm nhẹ với Diego Carlos và vấp ngã trên sân. Cho rằng Diego Carlos chơi xấu mình, trọng tài người Pháp đã trả đũa bằng cách đá vào chân người đã ngáng đường, rồi sau đó rút thẻ vàng thứ hai, rút quyền thi đấu của cầu thủ này. Trong trận giao hữu giữa Brazil và Israel, trọng tài người Israel Lilian Auslin đã thổi phạt cựu ngôi sao Brazil khi anh đang rê bóng về phía khung thành đối phương. Kaká và các cầu thủ khác bày tỏ ngạc nhiên không hiểu lý do vì sao lại có chiếc thẻ vàng này. Ngay sau đó, mọi người đã hiểu khi trọng tài Auslin đã rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh tự sướng với cựu ngôi sao Grammaric và AC Milan. Thì ra vì quá hâm mộ thiên thần Kaká nên nữ trọng tài đã thổi phạt và trao thẻ vàng bất ngờ chỉ để có đủ thời gian chụp ảnh tự sướng với ngôi sao. Vừa rồi là những bàn thắng và khoảnh khắc có thể nói là có 102 trong lịch sử bóng đá thế giới. Có những tình huống rất đẹp nhưng cũng không thiếu những tình huống đáng quên. Tuy vậy, trên tất cả, đó đều là một phần của bóng đá. Nó làm cho môn thể thao vua này càng thu hút và hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.